hết thầy từ cẩm y vệ bắt đầu thì minh kính cẩm y vệ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com võ triều đông hải quận trụ sở cẩm y vệ tần chảm nhìn lấy mình mặc trên người phi ngư phục màu đen trong tay chăm rèn tú xuân đao không thể không cười khổ tiếp nhận mình xuyên qua sự thật đây là một cái rộng lớn mênh mông võ đạo thế giới vạn năm hoàng triều võ đạo tông môn ngàn năm thế gia man tộc vu đạo yêu ma quỷ quái trăm ngàn thế lực rắc rối phức tạp dây dưa cùng nhau tần chảm bây giờ chỗ võ triều đã có tiếp cận vạn năm lịch sử là trên thế giới này cực kỳ cường đại đế quốc đương kim thánh thượng thần võ đại đế càng là văn trị võ công hơn người khiến cho võ triều càng cường thịnh võ triều tông môn san sát, trong tông môn cường giả võ đạo tầng tầng lớp lớp, võ triều trong lịch sử thậm chí có mấy đời hoàng đế cùng nhiều cường thịnh tông môn cộng trị thiên hạ tình hình xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được võ đạo tông môn cường thịnh. Nhưng khi nay thánh thượng tu quan đạo lấy thông tứ phương, trúc trường thành lấy cự bầy yêu, chém yêu ma quỷ quái lấy bình loạn thế, chấn tông môn lấy chỉ huy thiên hạ giết gian thần lấy đăng triều cương tu nhân đức lấy bày lễ phép tu võ điển lấy truyền vạn thế diệt vu cổ lấy phong chính thần văn trị võ công đạt đến cường thịnh triều đình liền trở thành cường đại nhất tông môn trong võ triều trừ văn võ bá quan ở ngoài có nhiều bộ môn quyền thế cực lớn trong đó liền bao gồm lệ thuộc vào nội đình đông tây nam bắc tứ hán cùng ngoại đình trấn ma ti trấn ma ti thiết lập cửu phiến môn và cẩm y vệ hai đại bộ môn cái này hai đại trong bộ môn cửu phiến môn chủ yếu đi tập nã chức vụ cùng võ đạo tông môn cẩm y vệ chủ yếu đi giám sát chức vụ cùng trảm yêu trừ ma hai đại bộ môn quyền lợi có chút giao nhau nhưng đồng quy ở trấn ma ti quản hạt gia nhập cẩm y vệ bổng lộc hậu đãi có thể học được võ học cao thâm càng có vô số trở nên nổi bật quang tông diệu tổ nổi danh lập vạn lưu danh bách thế cơ hội là vô số người vót đến nhọn cả đầu đều muốn tiến vào địa phương. Đương nhiên, muốn đi vào cẩm y vệ cũng là rất khó, mặc dù trải qua trùng điệp khảo nghiệm tần trảm gia nhập cẩm y vệ, nhưng cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu binh. Cẩm y vệ phân làm tiểu kỳ, tổng kỳ, bách hộ, thiên hộ, vạn hộ, chỉ huy sứ, đô đốc bảy đại cấp bậc, một cái tổng kỳ quản lý, năm cái tiểu kỳ, mỗi tiểu kỳ quản 10 người. Tần Trảm chính là bị tiểu kỳ quản 10 người kia một trong, chẳng qua có một chút tương đối tốt chính là Tần Trảm người lãnh đạo trực tiếp cầm y vệ tiểu kỳ Tần Mãnh cùng hắn là cùng thôn. Nói đến bằng tần trảm tu vi tôi thể nhất trọng thiên sơ cấp, muốn đi vào cẩm y vệ, cho dù làm cái tầng dưới chót nhất chân chạy đều là tương đối khó khăn nhưng cùng hắn cùng nhau tới trước tham gia cẩm y vệ khảo hạch tần mãnh, một thân tu vi võ đạo cực kỳ xuất sắc, năm nay gần 20 tuổi cũng đã đạt đến tôi thề cửu trọng thiên. Tu vi như vậy cho dù đặt ở cả trong đông hải quận cẩm y vệ đều là tương đương xuất sắc. Đối mặt hắn nhân tài như vậy, đảm nhiệm khảo hạch quan chủ khảo thiên hộ đại nhân muốn trực tiếp cho hắn chức vụ tổng kỳ, nhưng hắn tự nguyện từ bỏ thân phận tổng kỳ chính là vì có thể để cho tần trảm gia nhập cẩm y vệ thiên hộ đại nhân cảm niệm hắn nhân nghĩa trung hậu lại thấy được tần trảm còn nhỏ tuổi thiên phú võ đạo còn có thể còn có tiềm lực rất lớn bởi vậy phá lệ đem tần trảm chiêu tiến vào cẩm y vệ cho nên tần trảm đối với hắn mười phần cảm kích tiểu thạch đầu ăn nhiều một chút mấy ngày nay ngươi thế nào luôn luôn không yên lòng ngươi hảo hảo tu luyện tôi thể quyền có cái gì không hiểu được đều có thể tới hỏi ta Chờ tu vi của ngươi lại đề cao một chút, ta mang ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, sau đó đến lúc lên chức phát tài, tiền trình vô lượng, tần trang chúng ta liền hai anh em ta thông qua cẩm y vệ khảo hạch. Sau này ngươi có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết, có thể giúp ngươi ta nhất định giúp. Để ăn mừng thông qua cẩm y vệ khảo hạch, tần mãnh cố ý lôi kéo tần chảm đi tới trong tửu lâu điểm vài món ăn, nói là muốn chúc mừng một chút. Nhị nghiêu ca, cảm ơn ngươi, nếu là không là ngươi, khả năng ta cũng vào không được Cẩm Y vệ Tần Trảm mười phần cảm kích nói. Nhìn lời này của ngươi nói, tiểu thạch đầu, ngươi đúng là cho rằng mặt mũi của ta lập tức có lớn như vậy a, à, Thiên hộ đại nhân sở dĩ phá lệ chiêu ngươi tiến vào Cẩm Y vệ. Vẫn là xem ở ngươi Thiên Phú võ đạo không tệ phân thượng, ngươi hiện tại chính là tuổi quá nhỏ, tập võ thời gian cũng ngắn, cho nên tu vi không cao chẳng qua cũng may hiện tại hai anh em ta tiến vào cẩm y vệ cái này cuộc sống về sau cũng giàu có chỉ cần dinh dưỡng đi theo võ công tự nhiên cũng có thể lên tăng trở qua một thời gian ngắn ta đi cấp ngươi làm điểm thịt yêu thú nghe nói yêu thú toàn thân là bảo thịt của yêu thú có trợ giúp tu luyện ngươi ăn nhiều một chút thịt yêu thú đột phá tôi thể nhị trọng thiên liền giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản tần mãnh giọng nói mười phần thành khẩn nói cảm ơn ngươi, nhị nghiêu ca ta sẽ cố gắng, tần chảm nghiêm túc nói. Bộp tần mãnh nghe vậy vui lên, vỗ vỗ tần chảm bả vai. Cái này đúng, không nên cho là mình không bằng người khác, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta tin tưởng ngươi đi. Từ xuyên qua tới, đến bây giờ đã qua thời gian 3 ngày, trong thời gian 3 ngày này, tần chảm gặp được nhiều nhất chính là cái này cùng thôn nhị nghiêu ca tần mãnh không thể không nói tần mãnh đích thật là một cái người rất được làm người mười phần trượng nghĩa khắp nơi vì hắn suy nghĩ điểm năng lượng cộng không 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 một lại tới kể từ tần chảm xuyên qua tới hắn ăn cái gì thời điểm trong óc thường sẽ xuất hiện như vậy âm thanh nhắc nhở vậy đại khái chính là hắn bàn tay vàng nhưng cụ thể có tác dụng gì hắn cũng không rất rõ tần chảm lại ăn một ngụm thịt bò điểm năng lượng cộng không 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 một keng 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 tần trảm và tần mãnh cơm nước xong xuôi vừa mới tiến vào đông hải quận trụ sở cẩm y vệ thấy có người gõ đồng la vừa đi vừa kêu tin tức tốt tin tức tốt hoác loạn tiểu vương trang lang yêu bị lý bách hộ bắt lấy lập tức muốn tại sân huấn luyện đem chém đầu gian chúng tin tức tốt tin tức tốt hoác loạn tiểu vương trang lang yêu bị lý bách hộ bắt lấy lập tức muốn tại sân huấn luyện đem chém đầu gian chúng cẩm y vệ một tên lính quèn gõ đồng la vây quanh trụ sở cẩm y vệ chạy khắp nơi, cả trụ sở cẩm y vệ trong nháy mắt nồi, tất cả mọi người từ trong doanh trướng chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, đầu kia lang yêu rốt cuộc bị bắt lại, thắng gần nhất bên trong cái kia xúc sinh chết tiệt thế nhưng là chịu không ít người a. À. Vậy cũng không, lấy tiểu vương trang làm trung tâm phương viên mấy chục dặm thôn cái nào không có bị nó họa hại qua, đáng thương nhất chính là tiểu vương trang, toàn trang hơn một trăm hộ người. Chết không có còn lại bao nhiêu, ai, đi, đi xem một chút, ta muốn tận mắt nhìn thấy con súc sinh này bị giết. Võ triều nước Thái Thái Bình, nhưng rất nhiều nơi vẫn như cũ có cục bộ náo động, tỉ như nói cái này yêu họa cũng là một trong số đó trước mấy thời gian một con sói yêu xuất hiện ở Đông Hải quận phủ Bắc Bộ Tiểu Vương Trang, toàn trên làng tiếp theo hơn trăm nhân khẩu bị xúc sinh này chu diệt không còn. May mắn còn sống sót cũng không có mấy cái, trong lúc nhất thời dẫn tới Đông Hải quận chấn động, đồn chú Đông Hải quận cẩm y vệ thiên hộ hạ lệnh cha rõ, thề phải chém giết lang yêu nhưng con súc sinh này cực kỳ rảo hoạt, hơn một tháng đến nay chạy trốn ở tiểu vương trang phụ cận liên tục giết người, hôm nay rốt cuộc xem như lọt lưới. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, hết thầy từ cẩm y vệ bắt đầu thì minh kính lang yêu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com trong lúc nhất thời, sân huấn luyện vây quanh rất nhiều người, tần trảm và tần mãnh cũng trong đám người, tần trảm mới vừa tới đến thế giới này. Vô luận là võ giả hay là yêu ma hắn đều thật cảm thấy hứng thú. Sân huấn luyện bị mấy trăm cẩm y vệ vây quanh lít nha lít nhít, ở giữa trống ra một khối lớn đất trống, ở trên đất trống, tần trảm thấy được một cái đại gia hòa. Một đầu so với châu đực đều cường tráng hơn sói xám con lang yêu này cái đầu thật sự quá lớn, nó bị xích sắt thô to khóa lại, liền giống một tòa nhỏ gò núi, cao 2, 3 mét, dài 4, 5 mét, thể phách rắn chắc. U trong mắt màu xanh lóe ra hung lệ ánh sáng lạnh, mười phần rung động lòng người. Ở kiếp trước, tần chảm cũng tại động vật trong viên thấy qua sói, cùng husky không xê xích bao nhiêu, husky sen lẫn trong trong bầy sói gần như có thể dĩ giả loạn chân. Nhưng trước mắt một đầu này thật sự quá dọa người, cả hai căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp A, ngao, gáo. Trên sân huấn luyện, màu xám lang yêu thấp giọng gào thét, toàn thân càng không ngừng nhúc nhích, muốn tránh thoát xích sắt trói buộc, 10 cái cẩm y vệ cùng nhau động thủ đè xuống nó. Để nó không thể động đậy lang yêu càng không ngừng vùng vẫy, đầu to lớn, bầy tới bầy đi, mở ra miệng to như chậu máu, cho người cảm giác áp bách, 10 cái cẩm y vệ hảo thủ bị lang yêu giật túm trái phải lắc lư. Nhìn tất cả mọi người âm thầm bóp mồ hôi, sợ con lang yêu này tránh thoát, đột nhiên bạo khởi đả thương người. Tránh hết ra, để cho ta tới một người mặc giáp trụ màu đen mặt mũi tràn đầy đại hồ gốc dạ khôi ngô hán tử đi ra đám người nhanh cho hắn tránh ra một con đường tay hắn cầm sáng loáng thanh long yển nguyệt đao long hành hổ bộ đi đến lang yêu trước mặt gặp được hán tử lang yêu trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia e ngại cái này khôi ngô hán tử cũng là đông hải quận cẩm y vệ bách hộ lý trung thực lực bản thân đã đạt đến tôi thể cảnh tầng 10, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào tiên thiên cảnh đúng là hắn dẫn người bắt sống lang yêu phải biết bắt sống lang yêu khó khăn xa so với chém giết lang yêu muốn khó hơn nhiều bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn giết 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 lý trung mỗi đi một bước đều sẽ hét lớn một tiếng chữ sát đám người cũng bị hắn lây nhiễm đi theo hắn cùng nhau gào thét tay hắn cầm thanh long yển nguyệt đao mũi đao để đĩa trên mặt đất vẽ ra từng đạo dấu vết, chờ đến khí thế tụ tập đến cực hạn, hắn nhảy lên, thanh long yển nguyệt đao bị hắn cử đi quá đỉnh đầu sau đó trùng điệp đánh xuống, chạy thẳng tới lang yêu cái cổ đi. Phốc thử, Lý Trung giơ tay chém xuống, yêu lang có thể so với thô to như thùng nước cái cổ bị một đao chém đứt, so với châu đực đầu lâu còn muốn hơn vòng đầu lâu lăn trên đất rơi xuống, máu tươi dâng trào nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa cái kia lang yêu duỗi chân ra vùng vẫy mấy lần về sau hoàn toàn chết đi tốt 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 đám người lớn tiếng la lên lý trung cười ha ha một tiếng các vị huynh đệ lý mỗ may mắn không làm nhục mệnh cuối cùng chém giết hoác loạn tiểu vương trang lang yêu uy vũ uy vũ uy vũ đám người cùng kêu lên khen lý trung đắm chìm trong ánh mắt mọi người bên trong hăng hái càng không ngừng chắp tay đinh, kiểm tra đến năng lượng, phải chăng hấp thu tần chảm trong óc đột nhiên xuất hiện một thanh âm như thế, cả người hắn sững sờ. Hấp thu tần chảm lập tức nói, điểm năng lượng cộng 10, tần chảm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, một con sói yêu vậy mà mang đến cho hắn 10 điểm năng lượng, phải biết trước kia năng lượng của hắn đều là không, không không một tăng trưởng, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn tích lũy bao nhiêu điểm năng lượng hắn bàn tay vàng mới có thể mở ra, nhưng tóm lại là năng lượng đáng giá càng nhiều càng tốt. Ăn cơm có thể tăng lên điểm năng lượng, lang yêu tử vong có thể hấp thu điểm năng lượng, như vậy là không phải chỉ cần là yêu thú tử vong hoặc là người tử vong ta đều có thể thu được điểm năng lượng mà lại là thực lực càng mạnh tồn tại tử vong ta thu được điểm năng lượng thì càng nhiều tần chảm trong óc không ngừng suy đoán không đúng ở trong đó còn có một cái khoảng cách nguyên nhân cả đông hải quận mỗi thời mỗi khác đều có người và động vật yêu thú tử vong nhưng ta nhưng không có hấp thu đến điểm năng lượng cho nên nói chỉ có khoảng cách tương đối gần ta mới có thể hấp thu đến điểm năng lượng trong lúc nhất thời tần chảm nghĩ tới rất nhiều hắn say người nói với tần mãnh nhị nghiêu ca ta đi ra mua chút đồ vật rất nhanh trở về. Ừm, tốt, đi nhanh về nhanh, ta cũng không cùng ngươi đi, ta đi tu luyện, ta muốn tại một tháng về sau cẩm y vệ bách hộ so tài khiêu chiến, khiêu chiến bách hộ, trở thành bách hộ mới. Bởi vì ta cảm giác lý bách hộ này hình như không có ta tưởng tượng mạnh như vậy, tần mãnh nhỏ giọng cùng tần chảm nói. Cẩm Y vệ chế độ tấn thăng từ trước đến nay là người có khả năng lên, dòng giả hạ tiểu kỳ, tổng kỳ có lẽ có thể nhịn tư lịch nhưng đã đến bách hộ cái này tầng thứ cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Bởi vì các nơi Cẩm Y vệ cũng sẽ ở hàng năm ngày 28 tháng 9, Cẩm Y vệ thành lập khánh điển thời điểm, cử hành bách hộ so tài khiêu chiến, lần nữa sàng chọn bách hộ. Tất cả mọi người có thể tùy ý khiêu chiến bách hộ nếu là có thể chiến thắng bách hộ ban đầu dù ngươi là lính quèn tiểu kỳ vẫn là tổng kỳ đều có thể một bước lên trời trực tiếp trở thành bách hộ mới thống lĩnh trăm người bổng lộc cũng sẽ tăng nhiều hơn nữa còn có thể ở kho vũ khí bên trong chọn lựa công pháp mới thật có thể nói là là tiền quyền thực lực mọi thứ đúng chỗ một công nhiều việc Mỗi một lần bách hộ so tài khiêu chiến đều là các nơi trong trụ sở Cẩm Y Vệ Thịnh Sự, thiên hộ thậm chí còn có thần đô đại nhân vật đều sẽ tự mình trình diện xem so tài. Đây tuyệt đối là một cái trở nên nổi bật cơ hội tốt. Thực lực Tần Mãnh không tệ, đã đạt đến tôi thể cửu trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa Tần Mãnh thiên thần thần lực so với bình thường tôi thể tầng 10 võ giả mạnh hơn, hắn nếu khiêu chiến bách hộ vẫn phải có rất lớn cơ hội. Về phần Cẩm Y vệ Thiên hộ, vậy cũng là cường giả tiên thiên cảnh mới có thể đảm nhiệm, chỉ cần đạt đến tiên thiên cảnh là được đảm nhiệm Cẩm Y vệ Thiên hộ chức vị. Cùng Tần Mãnh lên tiếng chào, Tần Trảm rời khỏi lập tức trụ sở Cẩm Y vệ, đi tới Đông Hải phủ, Đông Hải phủ làm Đông Hải quận quận thành, tự nhiên là vô cùng khí phái. Cẩm Y vệ trụ sở lại ở Đông Hải phủ góc Tây Bắc, khoảng cách quận thành chỉ ở gang tấc ở giữa. Tần chảm người mặc phi ngư phục cầm trong tay tú xuân đao, chỗ đến, đám người dối rít cho hắn nhường ra một lối đi, để chứng minh phỏng đoán của mình, tần chảm đi lên quận thành lớn nhất lò sát sinh. Lấy tra án vì lý do đi đến lò sát sinh bên trong chuyển rất nhiều vòng. Điểm năng lượng cộng không một điểm năng lượng cộng không không một trong lúc nhất thời vô số âm thanh nhắc nhở không ngừng ở tần trảm trong óc vang lên, tần trảm nụ cười càng vui sướng, cuối cùng cũng không nhịn được cười to vài tiếng, hắn động tác này. Nhìn lò sát sinh đại lão bản sợ hãi, vị quan gia này là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ lại mình cái này lò sát sinh thật sự có vấn đề, quan gia, tiểu nhân cái này lò sát sinh phải chăng có dị dạng? Lò sát sinh lão bản hỏi gió, tần trảm lắc đầu không có không có cái này lò sát sinh rất tốt không có vấn đề gì nhưng chính là muốn chú ý vệ sinh vâng tiểu nhân nhất định sửa lại lò sát sinh lão bản lập tức trả lời nói lại tại lò sát sinh đi dạo vài vòng phát hiện hôm nay đồ tể nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành đồ phu nhóm đều lục tục tan việc về nhà tần chảm cũng dẫn theo lò sát sinh lão bản cho hắn cắt năm cân mập thịt ngũ hoa chư rời khỏi lò sát sinh Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, hết thầy từ cẩm y vệ bắt đầu thì minh kính 10 lần tốc độ tu luyện. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio com. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian tần trảm luôn luôn tìm viện cớ du tàu cùng các lớn lò sát sinh ở giữa tích lũy điểm năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Năm ngày sau đó. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 100 điểm năng lượng, hệ thống lắp đặt đã hoàn tất, phải trang khóa lại hệ thống, một đạo lạnh như băng không chứa tình cảm mày may âm thanh vang lên. Rõ, tần chảm thở vào một ngụm chọc khí, lập tức nói, hắn đã chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Đinh, hệ thống khóa lại thành công, hệ thống khởi động cái kia âm thanh lạnh như băng lại vang lên, cùng lúc đó, tần chảm trước người xuất hiện một quan với hắn giao diện thuộc tính. Túc chủ, tần chảm tuổi tác, 15 tuổi cảnh giới. Tôi thể cảnh nhất trọng thiên sơ cấp công pháp. Tôi thể quyền, chưa nhập môn, điểm năng lượng. 100 điểm, hệ thống, điểm năng lượng có làm được cái gì tần chảm ở trong lòng hỏi giai đoạn hiện tại điểm năng lượng có thể trực tiếp trợ giúp túc chủ tăng lên công pháp độ thông thạo hệ thống đáp vậy còn chờ gì mau đem tôi thể quyền của ta tăng lên đi tần chảm có chút không thể chờ đợi nói giả nhập trước cẩm y vệ tu luyện đều là một chút giả kỹ năng là một chút không ra gì cấp công pháp nhưng gia nhập cẩm y vệ về sau người người đều có thể học tập đến hoàng cấp đỉnh giai công pháp tôi thể quyền môn tôi thể quyền này là tất cả cẩm y vệ môn bắt buộc không nên coi thường nó nát đường cái thật ra thì môn công pháp này là võ triều khai quốc đại đế sáng tạo chính là thế gian nhất đẳng các loại công pháp cơ bản tu luyện tôi thể quyền nếu như có thể viên mãn, có thể ở cảnh giới tôi thể tầng thứ 10 đỉnh phong có vạn cân cự lực, đây là huyền cấp công pháp thậm chí địa cấp công pháp đều không thể đạt đến. Đương nhiên, rất nhiều công pháp cao cấp đối với tư chất cùng cảnh giới yêu cầu rất cao, người bình thường hoặc là cảnh giới hơi thấp người căn bản là không có cách tu luyện. Cho nên nói nếu luận tính so sánh giá cả tôi thể quyền có thể tính là võ triều số một số hai trúc cơ quyền pháp chẳng qua tôi thể quyền mặc dù dễ dàng tu luyện nhưng cũng không dễ dàng viên mãn đại đa số người tu luyện tôi thể quyền ở tôi thể cảnh đệ thập trọng đỉnh phong có thể đạt đến ngàn cân cự lực đã coi như là không tệ nếu mà có được năm ba ngàn cân lực lượng vậy có thể tính là thiên phú dị bẩm võ triều võ phong hung hãn người người tập võ các nơi võ quán tầng tầng lớp lớp người người trên cơ bản đều có thể tiếp xúc đến võ đạo nhưng chân chính có thể học được võ học cao thâm chỉ có tiến vào tông môn hoặc là chính phủ thế lực mới có thể không thể không nói tần chảm vẫn tương đối may mắn gia nhập cẩm y vệ hắn thu được tôi thể quyền tu luyện tư cách nhưng muốn học tập càng nhiều cao thâm hơn võ học vậy thì nhất định phải muốn bắt tương ứng công lao đáng giá tới hối đoái mới có thể Đinh Tiêu Hao 20 điểm năng lượng, chúc mừng Túc chủ tôi thể quyền tăng lên tới cấp bậc nhập môn, Đinh Tiêu Hao 20 điểm năng lượng, chúc mừng Túc chủ tôi thể quyền tăng lên tới cấp bậc tiểu thành. Ngoặc kép chấm, Đinh Tiêu Hao 20 điểm năng lượng, chúc mừng Túc chủ tôi thể quyền tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Chúc mừng Túc chủ đem một môn công pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn, phần thưởng gói quà lớn một phần, xin hỏi phải chăng nhận lấy? Hệ thống nói. Nhận lấy, Tần Trảm nói: "Chúc mừng Túc chủ thu được một tháng gấp 10 tu luyện tăng thêm, mời Túc chủ hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng lên cảnh giới." Hệ thống nói: "Tôi thể quyền trực tiếp tăng lên tới cấp bậc đại viên mãn." Tần Trảm cảm thấy mình đối với Tôi thể quyền hiểu được đã đạt đến cực hạn lúc trước nghĩ không thông một chút chiêu thức cùng tu luyện thuật sáng tỏ thông suốt, lúc trước nhìn qua cao thâm khó lường tôi thể quyền hiện tại trong mắt hắn lại không bí mật có thể nói. Một tháng gấp 10 tốc độ tu luyện, vậy thì tương đương với ta tu luyện một ngày tương đương với người khác tu luyện 10 ngày. Ta bây giờ có được cấp bậc đại viên mãn tôi thể quyền cảm ngộ, tốc độ tu luyện của ta đã siêu việt người bình thường gấp mấy lần như vậy bây giờ ta tốc độ tu luyện có lẽ có thể đạt đến người khác gấp mấy chục lần, tần chảm cẩn thận suy đoán, một ngày tiến cảnh tương đương với người khác hơn 10 ngày, đây là khái niệm gì? Hắn muốn bay lên, tu luyện lập tức tu luyện nhìn một chút hiệu quả, như ý càn khôn, hoài bão nhật nguyệt, quyền xuất như long đi tới diễn võ trường, tần chảm bắt đầu tu luyện tôi thể quyền, một chiêu một thức đều là như vậy cương mãnh vô cùng, hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức đều hồ đồ nguyên như ý. Cái này xem xét chính là đem tôi thể quyền tu đến đại viên mãn mới có, đã đụng chạm đến quyền pháp ý cảnh. Ầm 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 ầm, tần chảm thi triển tôi thể quyền trong quá trình, bằng vào lực lượng nhục thân thôn nạp thiên địa nguyên khí, rèn luyện trong cơ thể tạp chất, rời gân dễ tùy tí xương thay máu nhân thể giống như một tòa bảo tàng tôi thể hàm nghĩa chính là không ngừng rèn luyện mình thể phách khiến cho mình thể phách hỗn nguyên như một trở thành một cái trong sáng không một hạt bụi hoàn mỹ vô khuyết một tần chảm toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều ở mở ra nhất động nhất tĩnh ở giữa đều lộ ra được một luồng kinh khủng cự lực tôi thể quyền thi triển ra gần cốt cùng vang lên toàn thân xương cốt giống như xào lăn hạt đậu lốp bốp rung động cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Tôi thể cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tôi thể cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Tôi thể cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Trong vòng một đêm, tần trảm liên tiếp đột phá, rất nhẹ nhàng đột phá đến tôi thể cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà lúc này thời khắc này lực lượng của hắn vậy mà đạt đến kinh khủng ba ngàn cân cự lực mỗi đề cao nhất trọng thiên tăng lên một ngàn cân lực lượng cái này đã đạt đến tôi thể quyền rèn luyện thể phách lý luận cao nhất quắc đáng giá cứ tiếp như thế nếu như hắn có thể đạt đến tôi thể cảnh tầng mười viên mãn như vậy hắn có thể có vạn cân cự lực vạn cân cự lực là khái niệm gì có thể so với cái thế yêu thú con non hắn giống như một tôn hình người hung thú cho dù bình thường cường già tiên thiên cảnh cũng sẽ không đối thủ của hắn trong vòng một đêm vậy mà đột phá đến tôi thể cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lực lượng càng là đạt đến ba ngàn cân cự lực chẳng qua như thế vẫn chưa đủ ta còn muốn tiếp tục tu luyện ta cũng muốn tham gia một tháng sau bách hộ so tài khiêu chiến tự tin bắt nguồn từ thực lực bây giờ thực lực đại trướng tần chảm lòng tin tăng gấp bội cho dù hắn bây giờ lực lượng đều có thể so ra mà vượt bình thường cẩm y vệ bách hộ nhưng lực lượng cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực, trên cơ bản mỗi một vị cẩm y vệ bách hộ đều là tôi thể tầng 10 cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, bọn họ đại đa số cũng không chỉ tu luyện qua một môn tôi thể quyền, cho nên lực lượng của bọn họ có một ít cũng có 2-3 ngàn cân, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, cùng tần chảm so ra kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ càng tăng thêm phong phú, cho nên nói muốn dễ dàng thắng bọn họ tự trở nên mạnh hơn mới được. Bây giờ hắn có gấp 10 tốc độ tu luyện tăng thêm, dòng dã thời gian một tháng hắn có lòng tin đem cảnh giới của mình tăng lên tới tôi thể cảnh tầng 10 đỉnh phong. Sau đó đến lúc hắn là được có vạn cân cự lực cho dù bình thường cường giả tiên thiên cảnh hắn cũng có thể đấu một trận. Hệ thống, điểm năng lượng có thể hay không trực tiếp tăng lên cảnh giới của ta tần chảm dò hỏi không thể hệ thống chỉ có thể tăng cường túc chủ đối với công pháp thần thông cảm ngộ cùng hiểu được nhưng cảnh giới tăng lên cần mình cố gắng tu luyện tăng lên hệ thống tồn tại chẳng qua là phụ trợ cũng không phải là để túc chủ không làm mà hưởng hệ thống nói tốt a à, đối với công pháp thần thông cảm ngộ có thể dựa vào là hệ thống tăng lên đây đã là nghịch thiên hách cái này tương đương với cầm mắt cấp thần trang đi đánh quái cảnh giới này còn không từ từ tăng động đất à không đây là địa chấn của tháng này đây là siêu phẩm của tháng hết thầy từ cẩm y vệ bắt đầu thì minh kính so tài khiêu chiến nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com thời gian một tháng thoáng một cái đã qua một tháng qua tần chảm trôi qua mười phần phong phú ban ngày bốn phía nhàn lung lay du tàu cùng các lớn lò sát sinh bên trong thu hoạch được điểm năng lượng thời gian một tháng hắn lại tích lũy trên trăm điểm năng lượng đầy đủ đem một môn hoàng cấp công pháp tu luyện đến cấp bậc viên mãn buổi tối hắn lại là trắng đêm càng không ngừng điên cuồng tu luyện gấp mười tốc độ tu luyện gia trì hơn nữa tôi thể quyền viên mãn cảm ngộ trải qua một tháng tu luyện đủ để bù đắp được người bình thường ba năm năm khổ tu gấp 10 tốc độ tu luyện gia trì lúc kết thúc tần trảm thuận lợi đạt đến tôi thể cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách bát trọng thiên cũng chỉ kém cách xa một bước. Lực lượng của hắn đã đạt đến kinh khủng 7000 cân cự lực. Cho dù tần mãnh bởi vì trời sinh thần lực, tôi thể quyền tu luyện đến trung thành cấp bậc cảnh giới đạt đến tôi thể cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, hắn cũng chỉ mới có 5000 cân cự lực cái này đã để hắn có đầy đủ dũng khí cùng thực lực đi khiêu chiến cẩm y vệ bách hộ. Ha ha ha, tôi thể quyền đại thành, tôi thể cảnh tầng 10, 6 ngàn cân cự lực cuối cùng thành công. Cẩm y vệ bách hộ so tài khiêu chiến một ngày trước, một tháng điên cuồng tu luyện tần mãnh rốt cuộc xuất quan, hăng hái, tự tin hơn gấp trăm lần. Lần này bách hộ so tài khiêu chiến ta tình thế bắt buộc, đông hải quận thập đại cẩm y vệ bách hộ nên có tần mãnh ta một chỗ cắm rùi tu luyện tôi thể quyền ở tôi thể cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong có năm ba ngàn cân lực lượng, vậy có thể tính là thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là tần mãnh mới vào tôi thể cảnh tầng thứ 10 cũng đã có 6 ngàn cân cự lực, chờ hắn đạt đến tầng 10 đỉnh phong, có lẽ lực lượng có thể nâng cao một bước. Chẳng qua tôi thể quyền đại thành, tôi thể cảnh tầng 10 lại thêm 6 ngàn cân cự lực đã cho hắn tương đối tự tin, lần này cẩm y vệ bách hộ so tài khiêu chiến, hắn tình thế bắt buộc ừm tôi thể cảnh thất trọng thiên tiểu thạch đầu, ngươi. Người đây là tình huống gì a à? người đây là bị yêu ma phụ thể sao, tần mãnh sau khi xuất quan, một mặt kinh ngạc nhìn tần chảm, giọng nói có chút cả lam. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng tần chảm vậy mà tu luyện đến cảnh giới như thế, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Trên dưới tần mãnh quan sát một chút tần chảm hỏi gió tiểu thạch đầu, ngươi sẽ không thức tỉnh lực lượng huyết mạch đi, lực lượng huyết mạch ta cũng không rất rõ, ta chính là ở nhị nghiêu ca ngươi sau khi bế quan tu luyện một ngày nào đó. Đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, huyết dịch sôi trào, sau đó liền chết ngất, sau khi tỉnh lại ta cũng cảm giác ta đối với tôi thể quyền hiểu được cùng đối với tu luyện cảm ngộ mười phần rõ ràng tốc độ tu luyện cũng vô cùng nhanh chóng, ta khắc khổ tu luyện một tháng, kết quả là đến tôi thể cảnh thất trọng thiên, tần chảm làm bộ mơ hồ nói. Vậy ngươi loại tình huống này rất có thể chính là thức tỉnh huyết mạch, chẳng qua đây là chuyện tốt, rất nhiều người thức tỉnh huyết mạch sau một đoạn thời gian tốc độ tu luyện cực nhanh đột phá cảnh giới giống như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản cùng ngươi loại tình huống này rất giống tiểu thạch đầu nhìn ngươi muốn phát đạt a à, tần mãnh rất cao hứng đấm đấm tần chảm bả vai y theo ngươi tốc độ tu luyện này chờ đến năm cẩm y vệ bách hộ so tài khiêu chiến ngươi còn kém không nhiều lắm có thể làm cái bách hộ sau đó đến lúc huynh đệ chúng ta hai cái đều là bách hộ sau này chính là thiên hộ vạn hộ chúng ta lên như diều gặp gió liền không xa ha 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 Tần Mãnh đắc ý mơ màng đến, không có nhân vì Tần Trảm thực lực đột nhiên chợt tăng hoài nghi hắn, cũng không có bởi vì Tần Trảm thiên phú ghen ghét hắn. Ừm, nhị nghiêu ca ta sẽ cố gắng, lần này bách hộ so tài khiêu chiến ta cũng muốn tham gia, trước thời hạn thích ứng một chút so tài hoàn cảnh, Tần Trảm nói. Nghe Tần Trảm, Tần Mãnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ nói người nghĩ tham gia một chút cũng được nhưng đừng chọn mấy cái kia kẻ tàn nhẫn có thể tìm triệu bách hộ hoặc là vương bách hộ so tài một chút thực lực của hai người bọn họ so với cái khác bách hộ hơi kém một chút nhưng tính tình tương đối ôn hòa mặc dù bách hộ so tài khiêu chiến không cho phép đánh chết đánh cho tàn phế người khiêu chiến nhưng có một ít kẻ tàn nhẫn ra nặng tay không đánh được tàn ngươi cũng phải để ngươi nằm trên giường nửa năm Ta nghe nói năm ngoái có người khiêu chiến tàu sảng tàu bách hộ một người cho tới bây giờ còn thường xuyên ho ra máu ngoại thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng bị nội thương bị đánh ngũ tạng đều lệch vị trí cho nên tuyệt đối đừng chọn loại này kẻ tàn nhẫn chỉ cần cho huynh đệ ta thời gian đầy đủ huynh đệ ta sớm muộn cũng có một ngày vượt qua hắn kẹp ở hiện tại xính cường tần chảm nghe vậy gật đầu ta nhớ kỹ Võ Triều Lịch 108795 năm ngày 28 tháng 9. Đông Hải quận trụ sở cẩm y vệ, gần ngàn vị cẩm y vệ tụ tập đang diễn võ tràng, trên mặt mỗi người đều mang thần sắc kích động, nhiệt tình tăng cao, hôm nay là cẩm y vệ thành lập khánh điển ngày. Cũng là mỗi năm một lần bách hộ so tài khiêu chiến bắt đầu thời gian vào hôm nay tất cả mọi người có thể tùy ý khiêu chiến Đông Hải quận cẩm y vệ 10 vị cẩm y vệ bách hộ, chỉ cần thắng lợi, liền có thể thay vào đó, kế thừa hắn hết thảy. Tạm thời xây dựng cao ngất nhìn trên đài, có Đông Hải quận quận thừa, Đông Hải quận quân bộ phó thống lĩnh, Đông Hải quận các đại đỉnh cấp hào môn thế gia gia chủ trưởng lão dùng cái này ngồi xuống đang nhìn đài trung ương nhất trên chủ vị đang ngồi một vị người mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên, hắn đại đao kim mã ngồi ở chủ vị, không giận tự uy, một thân khí tức nội liễm. Nhưng đến gần người của hắn không khỏi bị trong cơ thể hắn nội liễm ngập trời huyết khí chấn nhiếp. Đây cũng là đông hải quận trụ sở cẩm y vệ thiên hộ thống lĩnh tô phá quân, hắn là một tôn cường già tiên thiên cảnh, là cả đông hải quận cẩm y vệ thống soái tối cao, võ triều ba ngàn quận giống hắn như vậy đồn chú một chỗ cẩm y vệ thiên hộ có ba ngàn vị, cũng chỉ có ba ngàn vị mà thôi, hơn nữa quốc đô cùng cái khác đặc thù địa khu cẩm y vệ thiên hộ. Cả võ triều cẩm y vệ thiên hộ cũng không cao hơn năm ngàn người. Cẩm y vệ thiên hộ đã coi như là cẩm y vệ trung cao tầng, về phần cẩm y vệ vạn hộ, cả võ triều không đủ 500 người, từng cái đều là cấp cao nhất cường giả tiên thiên cảnh thậm chí võ triều quốc đô thần đô đứng đầu thực lực cẩm y vệ vạn hộ cường hãn người đều có được lột xác cảnh thực lực về phần cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng đô đốc loại hình nhân vật cái kia càng là cực kỳ cường hãn nhìn trên đài đông hải quận các phe đại lão theo thứ tự liền ngồi đông hải quận cẩm y vệ thống lĩnh tô phá quân đứng dậy cao giọng nói Hôm nay là Cẩm Y vệ thành lập khánh điển ngày, cũng là mỗi năm một lần Cẩm Y vệ Bách hộ so tài khiêu chiến bắt đầu thời gian, Đông Hải quận sở thuộc 10 vị Cẩm Y vệ Bách hộ ra khỏi hàng. Trong đám người 10 vị huyết khí tràn đầy hán tử tập thể đi lên lôi đài, đứng thẳng ở lôi đài phía trước nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần phấn chấn bọn họ 10 cái các ngươi có thể tùy ý chọn chiến, nếu thắng lợi, liền có thể thay thế bọn họ hết thảy, nhưng có một chút, đối chiến không chúng được có thể gây nên tàn, giết đối thủ. Cái khác tùy ý thi triển, tốt, nhàn thoại không nói nhiều, bắt đầu đi. Tô phá quân nói xong cũng về tới chỗ ngồi của mình, một đám tôi thể cảnh ở nơi đó đã sinh đà tử, hắn một cái cao thủ tiên thiên cảnh thật ra là không cảm giác hứng thú quá lớn dù những người khác khiêu chiến thành công hay không, cũng đều sẽ không uy hiếp đến hắn chỗ ngồi, hắn cũng không quá chú ý, chỉ coi là một đám tiểu hài tử đánh nhau nhà tròi thôi. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, hết thầy từ cẩm y vệ bắt đầu thì minh kính quy nguyên đao pháp. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com nhìn trên đài các đại nhân vật trước mặt bày biện quả hạch mứt hoa quả, các loại bánh ngọt quà vặt trái phải lời nói, trên lôi đài thập đại cẩm y vệ bách hộ cao cao đứng thẳng. Tô phá quân vừa tuyên bố xong so tài khiêu chiến bắt đầu liền có người lên đài. Hoàng thắng thiên ta muốn khiêu chiến triệu cương triệu bách hộ, một vị cẩm y vệ tổng kỳ nói hàng năm phần lớn là cẩm y vệ những kia tuổi trẻ đắc lực tổng kỳ sẽ tiến hành khiêu chiến về phần tiểu binh cùng tiểu kỳ không có dũng khí và thực lực đó thật đi khiêu chiến về phần những kia lan lộn tư lịch làm tới tổng kỳ lão binh lâu năm cũng sẽ không đi khiêu chiến bọn họ cũng không có như vậy thực lực đi khiêu chiến thậm chí rất nhiều tổng kỳ thực lực còn không bằng tiểu kỳ chẳng qua là tiến vào cẩm y vệ thời gian dài mấy chục năm tích lũy toàn một chút công lao đổi cái quan làm một làm cũng coi là hoàng ân cuồn cuộn tạm thời cho là bọn họ những năm này cẩn trọng bỏ ra hồi báo thôi hoàng thắng thiên lại là tiểu tử ngươi năm ngoái thất bại năm nay còn không hết hy vọng muốn chiến thắng ta ngươi còn phải luyện hai năm triệu cương vóc người hơi mập, nhìn qua cười híp mắt, nhìn qua cũng không tàn nhẫn, năm ngoái tới khiêu chiến hắn tương đối nhiều, nhưng như vậy khiêu chiến cũng không phải không có tận cùng. Một vị bách hộ tối đa tiếp nhận 10 lần khiêu chiến, mỗi một lần khiêu chiến gian cách nửa canh giờ. Nếu quả như thật chính là đánh luân phiên, một người bách hộ phải tiếp nhận mấy chục hàng trăm người liên nhị liên tam khiêu chiến, cho dù tôi thể viên mãn cũng được bị mệt chết a à, nào có bất bại đạo lý hắc hắc, vận khí tốt, trước đó không lâu đột phá tôi thể tầng 10, hôm nay cố ý tới thử thử một lần. Hy vọng triệu bách hộ vui lòng chỉ giáo. Hoàng thắng thiên rút ra tản ra hàn quang tú xuân đao nói. Chín vị bách hộ khác thối lui đến lôi đài một bên, đem lôi đài để lại cho triệu cương cùng hoàng thắng thiên. Vậy thử một chút đi. Triệu cương cũng rút ra tú xuân đao, cùng hoàng thắng thiên trên lôi đài nhìn nhau. Bạch cuồng phong đao pháp. Hoàng Thắng Thiên trực tiếp xuất thủ, sáng chói đao mang phun ra ngoài, mấy chục đạo đao ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Triệu Cương. Cuồng phong đao pháp tiểu thành, khó trách ngươi dám đến khiêu chiến ta, chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Quy nguyên đao pháp chém. Triệu Cương phát sau mà đến trước, đao trong tay tức giận đã ngưng luyện đến cực hạn, một đao đánh ra trực tiếp phá vỡ Hoàng Thắng Thiên ngưng tụ mấy chục đạo đao ảnh. Đao khí phá không trực tiếp bổ vào Hoàng Thắng Thiên ngực chỗ, trực tiếp đem đánh xuống lôi đài. Phốc, Hoàng Thắng Thiên cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, không cam lòng dùng sức nắm nắm quả đấm. Huyền cấp đê giai công pháp Quy Nguyên Đao pháp lại bị hắn luyện đến trung thành trình độ, không hổ là cẩm y vệ bách hộ, ẩn giấu đi thật là đủ sâu. Hoàng Thắng Thiên trên mặt không cam lòng thầm nghĩ: khiêu chiến thất bại, kế tiếp, so tài khiêu chiến trọng tài, một vị uy tín lâu năm cẩm y vệ tổng kỳ cao giọng hô. Ta muốn khiêu chiến Vương Thiên Bá, ta muốn khiêu chiến Lý Trung. Theo trận chiến đầu tiên kết thúc, rất nhanh liền có càng nhiều người đứng dậy tiến hành khiêu chiến, bất quá ngay cả tục 6-7 cuộc chiến đấu đi qua, còn chưa có người khiêu chiến thành công dù sao những cẩm y vệ bách hộ này lúc trước cũng là trải qua vô số lần khiêu chiến vô số lần thất bại mới từ từ ngồi vững vàng vị trí này thực lực quá yếu là không thể nào ngồi lâu cẩm y vệ bách hộ chỗ ngồi tiểu thạch đầu thời điểm không sai biệt lắm ta cũng phải lên lôi đài tần mãnh vóc người cao lớn nhưng hắn lại không phải cái đại khái mà là tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ người hắn thấy được hắn muốn khiêu chiến người kia đã bị khiêu chiến hai lần cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều thế là chuẩn bị ra sân tần mãnh ta muốn khiêu chiến trương đại sơn tần mãnh lên đài nói tiểu tử này là một nhân tài tô phá quân thấy được tần mãnh lên đài không khỏi cười một tiếng Tô thống lĩnh thủ Hạ đích thật là nhân tài đông đúc a, à, một giới cẩm y vệ tiểu kỳ quan liền có thực lực như thế, tưởng thật không tầm thường, Đông Hải quận quận thừa nói. Lý quận thừa quá khen, tiểu tử này là năm nay mới gia nhập, chẳng qua thực lực không tầm thường, hơn nữa trời sinh thần lực, vốn ta muốn trực tiếp cho hắn tổng kỳ chức vị. Nhưng hắn lại dùng tổng kỳ chức vị hướng về phía ta cầu cái cẩm y vệ danh ngạch cho hắn một cái tiểu lão hương vốn ta còn tưởng rằng là tiểu tử này trọng tình nghĩa hôm nay ta mới biết tình cảm tiểu tử này là coi thường ta cho hắn tổng kỳ này chức vụ trực tiếp chạy bách hộ chỗ ngồi đi a à, ha 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 tô phá quân có chút nhạo báng nói lại nhìn tiểu tử này khả năng đi tô phá quân cũng không phải là ngay từ đầu chính là cẩm y vệ xuất thân hắn nguyên bản xuất thân từ quân bộ sau đó ở quân bộ đắc tội một cái quân bộ đại lão lại đúng lúc gặp thực lực của hắn đột phá tiên thiên cảnh, cho nên đi lại một chút quan hệ tự động điều nhiệm Đông Hải quận Cẩm Y vệ thiên hộ. Quân nhân xuất thân Tô phá quân đối với tác phong làm việc có chút không từ thủ đoạn Cẩm Y vệ phong cách hành sự có chút đụng vào, nhưng đối với tần mãnh loại này dáng dấp thân hình cao lớn. Nhìn qua 10 phần hung mãnh hãn tướng lại là dị thường thích Tần Mãnh đi lên lôi đài, cũng không cầm binh khí, chính là hai tay để trần, tay không tắc sắt, hắn đối diện Trương Đại Sơn đồng dạng là cao lớn thô kệch, là một cái tên béo da đen. Nhìn qua mười phần hung hãn, thấy được Tần Mãnh không có lấy binh khí, hắn cũng thuận tay ném xuống cái kia dễ tiểu hài từ bắp đùi như vậy lớn toàn thân đều là sắc bén gai sắt lang nha bổng phi ngư phục tú xuân đau đích thật là cẩm y vệ tiêu chí nhưng trên thực tế có rất nhiều người không am hiểu dùng đau dùng những binh khí khác cũng được tiểu tử có gan tới 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 cùng trương gia gia ngươi đại chiến ba trăm hiệp trương đại sơn nói chuyện ồm ồm hắn ở đông sơn quận thập đại trong cẩm y vệ bách hộ không tính là cường đại nhất nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu lão tiểu tử ngươi là ai gia gia ta là ngươi tổ tông Tần Mãnh tức miệng mắng to một câu, sau đó vọt thẳng hướng về phía Trương Đại Sơn, hắn giống như một đầu thái cổ châu, vừa đối mặt trực tiếp đem Trương Đại Sơn đâm đến trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trùng Điệp ném tới trên đất, toàn thân xương cốt không biết bị hắn đụng gãy bao nhiêu cái. Mẹ kiếp, người vây xem không khỏi sợ hãi than, đây cũng quá đơn giản thô bạo đi. Vẻn vẹn vừa đối mặt A, à, còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc, rốt cuộc là Trương Đại Sơn quá yếu A, à, vẫn là tần mãnh quá mạnh. Tốt, trời sinh thần lực A, à, một kích này chừng 5.000 cân lực lượng, nhất lực hàng thập hội, một khi ở tôi thể cảnh có như vậy lực lượng, nhiều hơn nữa công pháp võ kỹ đều thành bài trí. Trương Đại Sơn thua không oan, tô phá quân phê bình nói đám người nghe vậy gật đầu, không thể không nhìn nhiều cái kia thân hình cao lớn, chiến đấu mười phần cuồng dã mới cẩm y vệ bách hộ. Về phần bị tần mãnh một cái châu đụng núi đánh thành bị thương nặng Trương Đại Sơn thì rốt cuộc không người nào hỏi thăm, kẻ thất bại, chú định ảm đạm phai mờ. Tần mãnh khiêu chiến thành công, trở thành bách hộ mới, so tài khiêu chiến trọng tài cao giọng hô. Tốt! phía dưới bọn cẩm y vệ cùng kêu lên gào to, từ đáy lòng bội phục cùng tán thưởng, đây chính là tấm gương lực lượng, một khi trở nên nổi bật, chỉ cần cố gắng. Bọn họ liền sẽ trở thành kế tiếp tần mãnh tần bách hộ. Theo tần mãnh khiêu chiến thành công, kích phát càng nhiều người khiêu chiến chi tâm, nhưng là lại trải qua mười mấy cuộc chiến đấu về sau, lại không một trận khiêu chiến thành công. Đám người nhiệt huyết bắt đầu chậm rãi biến mất từ từ trở nên tỉnh táo lại theo thời gian trôi qua lên lôi đài khiêu chiến người cũng càng ngày càng ít có tư cách khiêu chiến thế nào cũng cần tôi thể cảnh cửu trọng thiên thực lực thực lực quá thấp hơn đi ra mất thể diện sẽ còn bị đòn thật sự không cần thiết đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hóa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc